Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thảo Ngọc Anime. Anh em thấy đó, tình yêu là một thứ thật khó để hiểu và cảm nhận. Thoạt đầu có vẻ như tình yêu chỉ là những cảm xúc đơn thuần. Đó là một cảm giác khó giải thích và có thể hiểu được. Hôm nay hãy cùng với Thảo Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime lãng mạn siêu hay bạn không nên bỏ lỡ. 10. School Days, thể loại drama lãng mạn Love Polygon Harem học đường. Học sinh trung học Makoto Ito lần đầu tiên để ý đến Kotonoha Kasura vào đầu học kỳ 2 năm thứ nhất. Ngay lập tức anh ấy bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy, nhưng sự nhút nhát của anh ấy không cho phép anh ấy tiếp cận cô, mặc dù họ đi trên cùng một chuyến tàu mỗi ngày. Thay vào đó, anh ấy chụp một bức ảnh bí mật của cô và đặt nó làm hình nền điện thoại di động của mình. Một sự quyến rũ, nếu được giữ kín, được cho sẽ là giúp bạn nhận ra tình yêu của mình. Tuy nhiên, bạn cùng lớp Sekai Sai Onji đã phát hiện ra bức ảnh. Nhưng thay vì chê bai anh ấy, cô ấy đề nghị giúp anh làm quen với Kotonoha. Vì vậy, bộ bà bắt đầu một tình bạn khá ngẫu hứng. School Days theo chân cuộc sống của ba thiếu niên này khi họ trải qua những niềm vui và sự khó khăn khi trở thành một học sinh trung học. Trong một câu chuyện sống động và tràn ngập sự lãng mạn và u sầu, câu chuyện của ba học sinh này sẽ động lại trong trí nhớ rất lâu sau cái kết quan trọng. 9. Domestic na Kanojo, thể loại drama lãng mạn học đường shonen. Nasuo Fuji đang yêu giáo viên của mình, Hina. Cố gắng quên đi cảm xúc của mình đối với cô ấy, Nasuo đến một chiếc máy trộn với các bạn của mình, nơi anh gặp một cô gái kỳ lạ tên là Rui Tachibana. Trong một diễn biến kỳ lạ, Rui yêu cầu Nasuo lẻn ra ngoài với cô và giúp đỡ cô ấy. Trước sự ngạc nhiên của anh, đích đến của họ là nhà của Rui và Madash. Và yêu cầu của cô là anh phải quan hệ với cô ấy. Không có tình yêu đằng sau hành động này, cô ấy chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm. Nghĩ rằng điều đó có thể giúp anh quên đi Hina, Nasuo ngập ngừng đồng ý. Sau cuộc gặp gỡ bất thường này, Nasuo giờ phải đối mặt với một vấn đề mới. Với cha tái hôn và anh sẽ có một cặp chị em mới. Thật không may, anh biết hai cô gái này quá rõ. Anh sớm phát hiện ra chị em mới của mình không ai khác đó chính là Hina và Rui. Hiện đang sống với cả giáo viên mà anh yêu và cô gái mà anh có lần đầu tiên. Nasuo thấy mình trong một mối tình tay ba bất ngờ khi anh càng gần với tuổi trưởng thành. 8. Kodomo no Jikan, thể loại hài hước drama AC học đường. Câu chuyện xoay quanh Dasuke Aoki, 23 tuổi, là người vừa bước vào công việc giảng dạy của anh ấy lần đầu tiên. Là một thầy giáo tiểu học tại ngôi trường học Futatsubashi. Anh ta được giao trọng trách là dạy trong lớp 31, nơi mà có một trong những học sinh của anh ấy, một cô bé 9 tuổi tinh quái và có những khả năng phát triển sớm hơn lứa tuổi bình thường, có tên là Rin Kokonoe. Bộc lộ tình cảm của mình đối với anh ta đến mức tuyên bố rằng bản thân cô chính là bạn gái của thầy Aoki. Cô bé xông xáo, đeo đuổi và dành toàn bộ những nỗ lực của mình để ở bên thầy giáo. Dẫu cho anh ấy sẽ mất công việc nếu cô quá thân mật với anh ta. Để biết câu chuyện ra sao thì mời các bạn đón xem nhé. 7. Happy Sugar Life, thể loại drama Girls Love, kinh dị tâm lý shonen. Happy Sugar Life, một bộ anime tâm lý kinh dị xoay quanh Matsuzaka Sato, một nữ sinh cao trung xinh đẹp. Cô tin rằng mình sẽ tìm thấy được ý nghĩa đích thực của tình yêu khi sống chung với một cô gái nhỏ tuổi hơn, dù trước đó Sato luôn chấp nhận những lời tán tỉnh của các anh chàng quanh mình. Việc này bắt đầu khi cô gặp Shio, một cô gái bí ẩn, không rõ độ tuổi. Nhưng lúc ở cùng với Shio, Sato được tận hưởng thứ cảm xúc ngọt ngào khó tả mà cô cho rằng chính là tình yêu. Để bảo vệ cảm xúc này, Sato sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả tước đi sinh mạng của người khác. 6. Yesterday Wu Utate, thể loại drama lãng mạn Slice of Life, Love Polygon, Seinen. Sau khi học xong đại học, Uozumi Rikuo, một chàng trai thiếu tham vọng nhận việc làm ở một cửa hàng tiện dụng. Thực chất là thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học rồi mới xin vào đây. Nhiều ngày tẻ nhạt trôi qua cho đến khi cậu gặp lại một người bạn học và cũng là bạn gái cũ. Nhưng điều thực sự đáng sợ là sự xuất hiện của Nonaka Haru, một cô gái khác thường, cùng với con quạ cưng của cô ấy.
5. Kuzuno Honkai, thể loại drama lãng mạn học đường seinen. Mugi và Hanabi, một cặp lý tưởng mà bao nhiêu người hằng mong ước. Tưởng chừng sẽ là một cuộc sống cấp 3 đầy lãng mạn với đôi tình nhân này, nhưng họ lại có một bí mật. Một bí mật liên quan đến một tình yêu đơn phương, một tình yêu sẽ không thể nào có kết quả. Vậy là sao? Chẳng phải là họ là một cặp hoàn hảo hay sao? Mời các bạn đón xem cái bí mật đó là gì, khi mà họ phải tự gọi mình là Kuzu no Honkai, cạn bã của xã hội. Bốn, True Tears, thể loại drama lãng mạn Love Polygon học đường. Shinichiro có tình cảm với Hiromi, bạn thuở nhỏ đến tạm trú ở nhà Shinichiro do cha mất. Hiromi cũng có tình cảm với Shinichiro, nhưng do cả hai đều có những xung đột riêng về nội tâm cũng như là xã hội nên không thổ lộ tình cảm của mình. Trong suốt bộ phim, Shinichiro lần lượt phát hiện ra tình cảm của Aiko, bạn hàng xóm, và Noe, cô bé lập dị cùng trường. Bộ phim xoay quanh sự đấu tranh nội tâm của ba nhân vật nữ chính và hai nam chính. 3. White Album, thể loại drama lãng mạn harem idol music. Liệu mối quan hệ giữa một sinh viên đại học chính quy và một ca sĩ thần tượng có thể tồn tại? Đó là câu hỏi mà White Album sẽ cố gắng trả lời. Toya Fuji, một sinh viên đại học bình thường với những nỗi lo bình thường, cụ thể là cân bằng các lớp học của mình và công việc làm thêm để có thể trang trải cuộc sống. Toya cũng lo lắng với lượng thời gian anh ấy dành cho Yuki Morikawa, hay nói đúng hơn là thiếu nó. Là một ca sĩ thần tượng đang lên, Yuki có những lo lắng của riêng mình. Mặc dù cô ấy chưa nổi tiếng như Rina Ogata, kỳ cựu, giàu kinh nghiệm, Yuki đang lo lắng và đáp ứng các cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Đây hẳn là một điều tốt, nhưng không phải là ai cũng hài lòng về sự chú ý mà cô ấy nhận được từ giới truyền thông và từ Rina. Ngành công nghiệp thần tượng đang trở nên khó khăn một cách đáng ngạc nhiên và các ca sĩ đối thủ đều để mắt đến Yuki. Mặc dù có vẻ thú vị khi xem em gái của mình trên truyền hình, nhưng Toya thực sự cảm thấy thế nào về tất cả những điều này? Giữa những thử thách liên quan đến sự nghiệp của Yuki và những người khác mà Toya gặp ở trường đại học của anh ấy, mối quan hệ của họ có thể không thể kéo dài. 2. Koi Kaze, thể loại drama lãng mạn school seinen. Dựa theo bộ manga cùng tên của Yoshida Motoi, phim là một câu chuyện tình ngang trái cũng không kém phần lãng mạn của anh em có cùng huyết thống. Điều 150, tội loạn luân. Người nào giao cấu với người cùng dòng máu về hệ trực, với anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. 1. Dance, Dance, Dancer, thể loại drama Performing Arts Seinen. Mối tình của Junpei Murao với múa ballet bắt đầu từ khi còn trẻ trong buổi biểu diễn ballet của em gái anh, khi một nam vũ công ballet thu hút sự quan tâm của anh bằng một màn biểu diễn hấp dẫn. Nhưng đối với Junpei, không gì có thể tồi tệ hơn việc những người bạn cùng lứa của anh ấy phát hiện ra niềm đam mê bí mật của cậu với ballet và coi cậu là một kẻ xấu xí. Đó là lý do tại sao anh ấy tham gia câu lạc bộ bóng đá, huấn luyện Jet Kunedo và có ý định theo bước chân của cha mình để trở thành một điều phối viên đóng thế. Tất cả các hoạt động rất nam tính. Khi bạn cùng lớp của Junpei là Miyako Godai phát hiện ra anh ấy đang thể hiện một cú đá ấn tượng kết hợp với các kỹ năng từ ballet và Jet Kunedo với bạn bè của mình, cô ấy bất ngờ tuyển anh vào phòng tập ballet của mẹ cô. Lúc đầu, anh ấy phản đối. Và mặc dù anh ta đã từ bỏ ước mơ chính thức theo đuổi ballet của mình, nhưng không có gì hoàn toàn có thể nắm bắt được sự hưng phấn mà ballet tạo ra. Sau khi kìm nén mong muốn theo đuổi ballet trong một thời gian dài, không dễ gì mà rũ bỏ sự do dự và thoát khỏi xiềng xích của sự nam tính. Junpei phải sẵn sàng hy sinh tất cả và hoàn toàn cam kết với múa ballet, tất cả trong khi có nguy cơ mất đi một số người bạn. 10 anime lãng mạn siêu hay bạn không nên bỏ lỡ mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt những tập tương tự nhé. Thêm vấn đề nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình.
Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!